Hiện tại thì mình đang có mặt tại cảng chờ Sun Group để chuẩn bị chuyến đi du thuyền nghỉ dưỡng Scalpon. Và nếu mà mọi người đang thắc mắc thì ở trên du thuyền Scalpon có gì thì hãy cùng mình theo chân mình trong kỳ nghỉ dưỡng này nhé. Let's go! Nhà chờ của du thuyền Scalpon có không gian vô cùng rộng rãi với đầy đủ các dịch vụ tiện ích như là quầy đồ ăn nhẹ, cà phê và các cửa hàng lưu niệm. Giờ thì cùng mình ra cảng để lên du thuyền nhé! Lên du thuyền check-in thôi! Hoạt động đầu tiên khi lên du thuyền đó chính là dùng bữa trưa tại nhà hàng ở tầng 2. Mời mọi người, đồ ăn của chúng mình sẽ ăn theo hình thức gọi món nên đồ ăn luôn nóng hổi và có rất nhiều món ăn hợp khẩu vị của mình. Ăn xong rồi, cùng mình lên để nhận phòng nhé. Hạng phòng mà chúng mình ở hôm nay đó chính là Silver Pearl. Đây là hạng phòng thấp nhất ở trên du thuyền, nằm ở tầng 1 nên diện tích sẽ hơi khiêm tốn một chút. Tuy nhiên, các phòng đều sẽ có ban công riêng để nhìn ra vịnh sẽ rất thoáng nha. Hello mọi người, sau một bữa ăn trưa và một giấc ngủ ngắn thì bây giờ hiện tại chúng mình đang có mặt ở khu vực để chuẩn bị chèo thuyền nan và hoặc là đi kayak để khám phá hang sáng hang tối. Cùng mình trải nghiệm nhé. Bắt đầu thôi. Hello. Hiện tại thì bọn mình đang đứng đây để chờ thuyền nan để tham quan hang sáng hang tối. Và nếu như bạn chèo kayak thì bạn sẽ không phải chờ đâu vì ở đây có rất nhiều kayak nè. Hầu hết thì với khách nước ngoài thì mọi người sẽ lựa chọn chèo kayak để khám phá hang sáng hang tối. Đối với khách Việt Nam thì mọi người sẽ lựa chọn đi Việt Nam nhiều hơn để có thể dành sức của mình để chèo kayak ở cái khu vực ao ếch. Hiện tại mình đã có mặt trên thuyền nan để chuẩn bị khám phá hang sáng hang tối rồi. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình ngắm cảnh ở đây nhé. Tham quan hang sáng hang tối xong, chúng mình sẽ tiếp tục quay lại du thuyền để chèo kayak. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn bơi nhé. Ở đây có phao và thủy thủ đoàn luôn túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, thủy thủ đoàn quay chụp hình cũng rất có tâm nha. Hello mọi người, hiện tại sau khi mà đã chèo thuyền kayak xong, sau đó về phòng và nghỉ ngơi thì chúng bạn bây giờ chúng mình sẽ đến giờ thưởng thức một bữa tối nhẹ. Và sau ngay bây giờ mọi người cùng thưởng thức cùng chị em mình nhé. Sau bữa ăn chiêu chiêu vừa rồi thì hiện tại mình và chị An đã có mặt ở nhà hàng của Scalpon để chuẩn bị thưởng thức bữa tối. Bữa tối nay thì chúng mình sẽ tiếp tục ăn theo chế độ gọi món. Và món đầu tiên đó chính là ghẹ, là món starter. Tiếp theo món salad rau vườn kèm thịt sông khói. Món tiếp theo là có súp. Và món ăn chính của mình thì mình đã chọn thịt sườn heo nướng. Còn chị An thì đã chọn món cá vược áp chảo. Cùng chúng mình thưởng thức nhé. Sau bữa tối khoảng 9 giờ sẽ có hoạt động câu mực, nhưng tối hôm đó trời hơi lạnh nên chị em chúng mình đã về phòng và nghỉ ngơi luôn. Hello
mọi người. Hiện tại đã là buổi sáng thứ hai và mình và chị An nghỉ dưỡng ở trên du thuyền Scarlet Pearl 5 sao. Và hiện tại thì mình đang đứng ở trên tầng cao nhất của Scarlet Pearl để có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh vịnh. Trong thời gian chờ đợi bữa sáng thì đừng quên rủ bạn bè hay đồng đội của mình lên đây để chụp ảnh và check in với những bức hình cực kỳ đẹp ở đây nhé. Bản check in xong thì bây giờ hãy cùng mình vào thưởng thức bữa sáng ngày hôm nay nhé. Khi khoảng 9 giờ sáng là chúng mình sẽ bắt đầu ăn trưa để trả phòng rồi. Sau đó nên bữa sáng này của chúng mình sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Xin mời mọi người. Trải nghiệm tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay đó chính là đi thuyền buồm catamaran để tham quan vịnh Hạ Long. Hiện tại thì mình đã đứng trên con thuyền catamaran để chuẩn bị tham quan vịnh Hạ Long. Bây giờ sẽ cùng mình trải nghiệm nhé. Đây là con thuyền mà bạn có thể ngồi ở trên mũi tàu hay là ở xung quanh bên này để bạn có thể ngắm cảnh vịnh Hạ Long mà không cần ngồi ở trong khoang nha. Hello mọi người, đây là bữa trưa cuối cùng mà chúng mình trải nghiệm trên thuyền Scarlet Pearl. Cùng mình đi trải nghiệm bữa ăn hôm nay nhé. Bữa ăn cuối cùng này, đồ ăn vẫn giữ được phong độ với sự tươi ngon. Bên cạnh đó, trong bữa ăn, quản lý tàu sẽ đưa cho bạn một bản đánh giá để ghi lại những điểm cộng và trừ trong chuyến đi của mình. Nếu bạn có điều gì chưa hài lòng, quản lý tàu sẽ ngay lập tức hỗ trợ bạn đó. Vậy là chuyến nghỉ dưỡng của mình với Scarlet Pearl đã kết thúc rồi. Về Hà Nội thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong chuyến du lịch sau cùng Best Ride nhé.